Một tư lệnh hải quân Mỹ tố cáo Trung Quốc xây các bãi đất nhân tạo tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Tờ India Times ngày 3 tháng 4 dẫn phát biểu của tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của hải quân Mỹ, đô đốc Harry Harris, tuần này lên tiếng cảnh báo rằng Bắc Kinh đang dựng đất nhân tạo bằng cách bơm cát lên trên các bãi sang hồ và lắp bê tông lên trên. Ông Harris cho biết Trung Quốc tới nay đã xây trên 4.000 cây số vuông đất nhân tạo ở Biển Đông. Đô đốc Harris nói, hành động đổ cát và bê tông tạo ra cái gọi là vạn lý trường thành bằng cát và các hòn đảo giả, làm dấy lên những thắc mắc nghiêm trọng về ý đồ của Bắc Kinh và đe dọa môi trường. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ mô tả việc làm của Trung Quốc là một phần trong các mô thức hành động khiêu khích đối với các nước nhỏ khác cũng có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đô đốc Harris nói, bồi đắp đất đai tại các vùng có tranh chấp có thể khiêu khích đối đầu vì các tuyên bố chủ quyền chồng chéo giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines vốn đã làm tăng căng thẳng khu vực cũng như nguy cơ tính toán sai lầm. Trước các quan ngại của quốc tế, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh rằng các hoạt động của Bắc Kinh ở quần đảo Trường Sa nằm trong phạm vi chủ quyền Trung Quốc và hoàn toàn chính đáng. Tháng rồi, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố là các hoạt động xây cất này không nhắm mục tiêu hoặc ảnh hưởng tới các nước nào và rằng Bắc Kinh không chấp nhận các chỉ trích về việc xây dựng cơ sở trong sân nhà của mình.